quốc vương kỳ lạ chỉ mới hát hơi một cái đã yêu cầu tất cả người dân chúc mình rồi giàu sức khỏe có một chàng trai không chúc ông ta đã bị ông ta ném cho lợn rừng ăn nhà của chàng trai rất nghèo vì thế mới trưởng thành đã quyết định ra ngoài kiếm tiền cha mẹ cho cậu tất cả lương thực trong nhà đi rất lâu cậu đến một đồng cỏ gặp một đàn cừu nhưng lại không thấy người chăn cừu đâu thế là cậu liền ngồi xuống thổi sáo chờ người chăn cừu quay về nhưng đồ ăn đã ăn hết sạch mà vẫn không thấy người chăn cừu đâu không còn cách nào cậu chỉ đành mang hai con cừu ra chợ bán sau khi mua lương thực và nhu yếu phẩm hàng ngày cậu lại tiếp tục thổi sáo chăn cừu quốc vương ở đất nước của chàng trai vô cùng độc ác chỉ cần không vui là có thể lấy mạng người khác hôm đó bỗng nhiên quốc vương hắt hơi dữ dội liền hạ lệnh cho binh sĩ chạy khắp đất nước yêu cầu mỗi người dân đều phải chúc sức khỏe mình binh sĩ cũng tìm đến chỗ chàng trai nhưng chàng trai nói muốn ta chúc phúc quốc vương trừ khi quốc vương chịu gả công chúa xinh đẹp cho ta chàng trai nói rằng nói bậy bị binh sĩ bắt về hoàng cung sau khi gặp quốc vương chàng trai vẫn không sợ hãi kiên quyết yêu cầu quốc vương gả công chúa cho mình thì mới chịu chúc quốc vương quốc vương giận tím mặt Trực tiếp hạ lệnh ném cậu ta là thức ăn cho lợn rừng. Nhưng sau khi chàng trai bị binh sĩ ném xuống hố lợn rừng, lại lấy sáo ra thổi một điệu nhạc vui vẻ, đám lợn rừng phấn khích nhảy nhót theo điệu nhạc, cứ như vậy chàng trai đã thoát được một mạng, còn dùng lợn rừng làm gối ngủ một giấc ngon lành. Ngày hôm sau binh sĩ đến kiểm tra phát hiện chàng trai vẫn còn sống. Thế là lại đưa cậu ta về gặp quốc vương, quốc vương lại yêu cầu chàng trai chúc phúc cho mình, nhưng chàng trai vẫn kiên quyết với đề nghị của mình. Quốc vương vô cùng tức giận, lệnh cho binh sĩ đưa chàng trai đi hành quyết. Lần này chàng trai được đưa đến một căn phòng nhỏ tối tăm. Trong căn phòng có một cái hố lớn được nhét một con dao nhọn vào. Thấy vậy chàng trai bảo binh sĩ để mình ngồi nghỉ một lát. Anh ta phải nghĩ có nên chúc phúc quốc vương hay không? Đợi sau khi binh sĩ ra ngoài, anh ta cởi áo treo lên cây gậy. Sau đó trốn vào góc hét lớn, muốn ta chúc phúc quốc vương. Trừ khi gả công chúa cho ta. Binh sĩ nghe xong xông vào đẩy quần áo của anh ta xuống hố sâu. Ngày hôm sau khi binh sĩ đến kiểm tra, phát hiện chàng trai vẫn đang còn sống, thế là lại đưa anh ta đến gặp quốc vương, nhưng chàng trai vẫn không chịu nghe lời, kiên quyết phải cưới bằng được công chúa lần này quốc vương giam giữ anh ta trong một tòa tháp đầy rơi hút máu chàng trai vẫn dùng cây sáo của mình thổi những điệu nhạc du dương rơi hút máu cứ như vậy được du vào giấc ngủ sau chuyện này quốc vương mới nhận ra không có cách nào để giết chết chàng trai vì thế chỉ đành đưa anh ta vào một khu rừng làm bằng bạc muốn tặng khu rừng này cho anh ta để đổi lấy lời chúc nhưng chàng trai không cần gì cả chỉ muốn cưới công chúa vì thế ngay cả khi quốc vương tặng cho anh ta một cái ao bằng vàng hay một lâu đài làm bằng kim cương anh ta đều không chịu chúc phúc quốc vương cuối cùng vẫn là quốc vương phải khuất phục gả con gái của mình cho chàng trai nhưng trong hôn lễ quốc vương đang định ăn gì đó thì lại hắt hơi một cái chàng trai lập tức lặp đi lặp lại không ngừng chúc sức khỏe quốc vương quốc vương đi đến đâu anh ta theo đến đó cuối cùng quốc vương không thể chịu đựng nổi nữa tặng cả đất nước cho chàng trai chỉ xin chàng trai đừng chúc phúc mình nữa thế là chàng trai trở thành quốc vương mới cùng công chúa và cha mẹ của mình sống hạnh phúc bên nhau người đàn ông này chỉ dùng một cái chuông nhỏ đã cưới được công chúa nhưng giây tiếp theo vương quốc của công chúa đã bị một gã khổng lồ nuốt chừng công chúa này từ lúc sinh ra đã vô cùng xinh đẹp nhưng chân của cô lại đi khập khiễng, việc này khiến cô mãi không tìm được người yêu, tất cả hoàng tử đều chán ghét cái chân dị tật của cô. Thế là quốc vương đã phát ra cáo thị, nếu ai chữa khỏi chân cho con gái mình, ông ấy sẽ truyền hoàng vị cho người đó. Tất cả những người tài năng từ khắp nơi trên thế giới đã kéo đến đây. Nhưng không một ai có thể chữa khỏi cho công chúa, quốc vương chỉ có thể dương mắt nhìn con gái đau lòng mà không thể làm gì được. Lúc này, ở một vùng hẻo lánh có một pháp sư tên là Peter. Peter cũng lên đường đến đất nước của công chúa, muốn thử xem có thể chữa khỏi bệnh cho công chúa hay không trên đường anh ta gặp một bà lão thấy bà lão cõng một bó củi lớn peter tốt bụng trực tiếp bay thẳng lên giúp bà lão mang củi về nhà còn cẩn thận xếp gọn củi vào sự lương thiện của peter cũng mang đến rất nhiều lợi ích bởi vì chỉ có bà lão biết cách để chữa trị chân của công chúa bà lão nói với peter ở chân trời góc biển có một con cừu nhỏ màu vàng trên cổ con cừu có một chiếc chuông vàng chỉ cần mang chiếc chuông vàng đến cửa sổ phòng công chúa lắc ba cái sẽ có thể chữa được bệnh cho công chúa mà đồng cỏ nơi con cừu ở chỉ có pegasus của vua khổng lồ mới có thể đi đến Peter nghe xong cảm ơn bà lão, sau đó khởi hành tới đất nước Khổng Lồ, rồi chui vào cái lỗ nhỏ ở cổng vương quốc Khổng Lồ. Anh ta tìm đến con Pegasus đó, nhưng vừa kéo dây thừng con ngựa đã la toáng lên, lập tức kinh động đến vua Khổng Lồ. Vua Khổng Lồ ngã dập mông vẫn phải lập tức chạy đi kiểm tra. Peter dùng phép thuật biến thành một con bọ chết, bằng cách này đã thoát khỏi sự truy lùng của vua Khổng Lồ, người Khổng Lồ còn có một ý nghĩa khác. Sau khi vua Khổng Lồ rời đi, anh ta mau chóng cởi dây ngựa, cưỡi ngựa lao ra khỏi thành, nhưng tiếng kêu của ngựa vẫn làm vua Khổng Lồ phát hiện ra vua khổng lồ cưỡi mèo béo đuổi theo nhưng peter đã bỏ chạy quá xa đến chân trời góc bể mà con cừu nhỏ sinh sống chú cừu nhỏ này vẫn đang nhảy nhót vui vẻ lúc peter chuẩn bị tháo chiếc chuông của con cừu ra bỗng nhiên một con ác quỷ xuất hiện ác quỷ túm lấy peter đập túi bụi la hét đòi ăn thịt anh ta sau đó vác một thùng gỗ lớn đến muốn muối anh ta thành thịt chua peter biến thành một con ong nhỏ chích cho tên ác quỷ một phát ác quỷ ngã vào thùng gỗ peter nhanh chóng đóng nắp lại dùng mũi dao găm vặn chặt nắp thùng cứ như vậy peter đã lấy được chiếc chuông nhỏ của cừu non cưỡi Pegasus đến lâu đài của công chúa, anh ta đứng bên ngoài cửa sổ, dùng chiếc chuông nhỏ trong tay. Những bông hoa cây cỏ bên cửa sổ lập tức theo âm thanh nhảy múa. Sau đó anh ta tiếp tục lắc chuông, tất cả mọi người trong cung điện đều chạy ra nhảy múa. Lúc anh ta lắc chuông lần thứ ba, công chúa mở cửa sổ, nhảy một vũ điệu cặp đôi với Peter. Chân của công chúa cũng đã được chữa khỏi. Quốc vương không chỉ gả công chúa cho anh ta, mà còn truyền cả hoàng vị. Ai ngờ lúc này vua khổng lồ đã đuổi đến. Hắn ta giận dữ nuốt trưởng toàn bộ quốc gia vào bụng. Sau khi ăn no hắn lại lăn ra ngủ. Peter nhân cơ hội chui ra khỏi túi áo của hắn, sau đó dùng phép thuật kêu gọi rất nhiều nhện chói chặt vua khổng lồ. Sau đó dùng dao găm mổ bụng hắn, cứu tất cả mọi người ra ngoài, vương quốc cũng trở lại như lúc đầu, sau đó lại gọi 100 thợ may đến vá bụng vua khổng lồ lại. Cuối cùng Peter và công chúa tổ chức hôn lễ, vua khổng lồ cũng không trách tội Peter nữa, bởi vì Peter chuẩn bị cho ông ta rất nhiều heo sữa quay. Đôi khi chỉ cần một chút tử tế có thể mang đến nhiều điều bất ngờ. Mỗi khi có tia lửa bật ra khỏi bếp lò này đều sẽ sinh ra một mụ phù thủy xấu xí và một trong những mụ phù thủy xấu xí đó sẽ trở thành vợ của anh chàng đẹp trai này chàng trai có hai anh trai ba anh em đều đã đến tuổi thành gia lập thất nhưng người cha nói một lần chỉ có một người được kết hôn để giải quyết vấn đề ai lấy vợ trước người cha yêu cầu họ mang những chiếc khăn đội đầu đẹp nhất về nhà khăn đội đầu ai mang về đẹp nhất thì sẽ được lấy vợ trước hai anh trai đều đã có người yêu trong làng vì thế rất nhanh đã mang được khăn đội đầu về chỉ có chàng trai nhỏ tuổi nhất vẫn chưa có người yêu anh ta chỉ có thể rời khỏi làng ra ngoài tìm kiếm đi mãi đi mãi anh ta đến giữa khu rừng tìm thấy lâu đài ẩn mình giữa những bông hoa lúc này một mụ phù thủy già bước ra từ lâu đài bà phù thủy già hỏi chàng trai mục đích đến đây chàng trai kể cho mụ phù thủy già nguyên nhân sự việc bà phù thủy già rất hào phóng tự tay đan khăn trùm đầu lấp lánh tuyệt đẹp tặng cho anh ta chàng trai mang khăn trùm đầu về so sánh với các anh rõ ràng là khăn của anh ta đẹp nhất hai anh trai không phục không còn cách nào người cha chỉ đành ra một đề bài khác lần này người cha yêu cầu họ mang về bông hoa đẹp nhất ai mang được bông hoa đẹp nhất về thì người đó được lấy vợ trước hai anh trai đã có người yêu rất dễ dàng hoàn thành nhiệm vụ. Chỉ có em trai độc thân là lại buồn bã đi ra khỏi làng. Giống như ông trời đã sắp đặt, anh ta lại đến lâu đài đó, biết chàng trai muốn có bông hoa đẹp nhất, mụ phù thủy ra từ từ xoay người lại, một bông hoa xinh đẹp bất ngờ xuất hiện, chàng trai cầm bông hoa quay về nhà, lập tức so sánh với bông hoa của các anh, nhưng các anh vẫn không chịu nhận thua, kiên quyết đòi đấu trận nữa, người cha cũng chỉ đành làm theo ý họ, lần này họ phải dẫn người yêu về nhà, ai hạnh phúc nhất sẽ được cưới trước, việc này đối với hai người anh là chuyện dễ như trở bàn tay. Nhưng đối với chàng trai chưa có người yêu thì khó hơn lên trời. Lần này anh ta lại bất giác đi đến lâu đài đó. Và mụ phù thủy già vẫn sẵn lòng giúp đỡ anh, mụ phù thủy già bảo chàng trai đứng trước bếp lò, dặn dò anh ta không được cử động, cứ 10 giây bếp lò sẽ bắn ra một tia lửa, mỗi tia lửa sẽ biến thành một mụ phù thủy xấu xí. Chàng trai phải bình tĩnh đứng đó cho đến phù thủy cuối cùng, cũng chính là phù thủy xấu nhất xuất hiện, lấy đi chiếc chìa khóa mụ phù thủy đeo trên cổ, như vậy điều ước của anh ta sẽ được thực hiện, nhưng nếu chàng trai nhát gan, những mụ phù thủy xuất hiện sẽ xé nát anh ta cứ như vậy chàng trai đứng trước bếp lò dũng cảm nhìn những tia lửa bật ra biến thành những mụ phù thủy xấu xí anh ta kiên trì cho đến khi mụ phù thủy già cuối cùng xuất hiện sau đó giật lấy chùm chìa khóa mà bà ta đang đeo trên cổ ai ngờ khoảnh khắc chàng trai giật lấy chìa khóa mụ phù thủy già xấu xí nhất đã biến thành một nàng công chúa xinh đẹp còn những mụ phù thủy già khác cũng biến thành những cô gái trẻ hóa ra đây là một lâu đài bị nguyền rùa chỉ khi gặp được người như chàng trai mới có thể giải được lời nguyền người trước đó tặng cho chàng trai hoa và khăn chùm đầu chính là công chúa trước mặt chàng trai đưa công chúa về gặp cha người cha rất vui mừng cũng không còn yêu cầu ai kết hôn trước ai kết hôn sau nữa mà cho ba anh em lấy vợ cùng một ngày cuối cùng chàng trai và công chúa tặng các anh nhà và đất còn họ thì sống vui vẻ cùng nhau trong lâu đài rộng lớn người phụ nữ này nhân lúc con trai ra ngoài đánh trận đã bí mật bỏ con dâu vào thùng gỗ rồi thả chìm xuống biển người phụ nữ là thái hậu của đất nước giàu có này con trai của bà là quốc vương đương nhiệm nhưng bà ta có dã tâm rất lớn muốn thống trị tất cả các nước xung quanh vì thế thường xuyên xúi dục con trai ra ngoài chinh chiến. Lần này lúc Thái hậu đang giới thiệu với quốc vương nhân vật của quốc gia Lân Cận. Quốc vương nhìn thấy một mỹ nhân trên lá bài, trái tim lập tức rung động, nghĩ rằng nếu mình có thể lấy được cô gái xinh đẹp này rồi sinh một đàn con, đúng là quá điều tuyệt vời, nhưng Thái hậu không đồng ý, bà ta chỉ muốn trở thành chủ nhân của toàn thiên hạ. Cuối cùng hai người đã cãi vã một trận, sau khi quốc vương đi khỏi, một con chim nhỏ bay đến, con chim tìm thấy lá bài của quốc vương, sau đó bay ra biển, lao đầu xuống biển, rồi đến một cung điện dưới đáy biển tặng lá bài của quốc phương cho công chúa xứ biển quả nhiên công chúa vừa nhìn đã đem lòng yêu vị quốc phương đẹp trai này hôm đó quốc phương đi tắm biển công chúa trốn ở một bên nhìn lén con chim nhỏ đó lại đưa cho công chúa xem vòng cổ của quốc phương sau khi công chúa mở ra phát hiện bên trong chính là chân dung của mình thì ra trong lòng hai người đều có đối phương đúng là khiến người ta phải ngưỡng mộ quốc phương cùng công chúa tổ chức một lễ cưới hoành tráng hai người sống bên nhau vô cùng hạnh phúc nhưng thái hậu lại bí mật dở trò cho người mau chóng đến gửi chiến thư gây ra chiến tranh biên giới lúc này hoàng hậu đã mang thai nhưng quốc vương không thể không đến biên giới chinh chiến quốc vương vừa rời đi không lâu hoàng hậu hạ sinh ba vị hoàng tử không ngờ thái hậu đã bí mật tráo đổi hoàng tử con chim canh chừng bên cạnh phát hiện ra sức xua đuổi cuối cùng chỉ giữ lại được một hoàng tử hai hoàng tử còn lại đã bị bọn đạo tặc bắt cóc sau đó ném ra biển may mà ông ngoại hải vương đã kịp thời cứu được hai vị hoàng tử nhưng hoàng hậu thì lại gặp rắc rối hoàng hậu trực tiếp nhốt cô vào đại lao còn ban bố cáo thị nói hoàng hậu là hải yêu sinh ra hai con cá lạ đến vị hoàng tử còn lại cũng là hóa thân của hải yêu chuẩn bị hạ lệnh thiêu chết hoàng hậu và hoàng tử theo lời khuyên của các đại thần cuối cùng quyết định nhốt hoàng hậu và hoàng tử vào thùng gỗ ném xuống biển chứng kiến hoàng hậu và hoàng tử bị ném xuống thái hậu rất vui mừng giờ thì con trai của bà ta lại có thể tiếp tục sự nghiệp thống nhất thiên hạ lúc quốc vương và quân địch chuẩn bị giao chiến bỗng nhiên một vị hiền nhân xuất hiện hiền nhân khuyên họ so tài cao thấp như vậy không cần thương vong mà vẫn có thể quyết định thắng bại cuối cùng họ chọn cờ vua làm môn thi đấu nhưng người lãnh đạo của quân địch hoàn toàn không phải đối thủ của quốc vương thua liên tiếp 20 ván đúng là thua đến mức khuynh ra bại sản bị lột sạch cả quần áo gán nợ nhưng trong ván đấu cuối cùng binh lính của quốc vương lại mang tin gấp đến quốc vương xem xong lập tức quay về lúc này chỉ còn thấy một mớ hỗn độn không thấy bóng dáng của vợ đâu nữa bên này sau khi hoàng hậu trôi giạt trên biển rất lâu đã được hải vương cứu sống sau đó hải vương biến ra cho cô một tòa lâu đài xinh đẹp rồi để lính tôm tướng tép trở thành con dân của cô từ đó hoàng hậu sống ở lâu đài này con chim nhỏ lại mang chiếc vòng cổ đến nói với quốc vương chỗ ở của hoàng hậu thế là quốc vương chuẩn bị lên đường đi tìm vợ sau khi tên cận thần của thái hậu biết được đã lập tức bẩm báo với bà ta không ngờ thái hậu lại trơ trẽn nói mình đã sai muốn cùng lên thuyền xin lỗi hoàng hậu quốc phương nghĩ rằng thái hậu thực sự đã thay đổi bản tính liền đồng ý cho họ đi cùng không hề biết thái hậu lại đang ấp ủ âm mưu lớn hơn bà ta mang kim bạc đến sau khi đâm vào người sẽ rơi vào trạng thái chết tạm thời khi nhổ ra thì người đó sẽ sống lại lúc con tàu cập bến trước cung điện thái hậu giả vờ chỉnh lại quần áo cho quốc phương sau đó giấu kim bạc vào trong áo quốc phương cảnh tượng này đúng lúc bị con chim nhỏ nhìn thấy con chim muốn đi ngăn cản nhưng bị thái hậu kéo lại Lúc này quốc vương đã kích động chạy đến ôm lấy hoàng hậu. Giây tiếp theo quốc vương đã ngã lăn xuống đất, thái hậu thấy vậy lập tức buộc tội giết vua. Đúng lúc này con chim nhỏ thoát ra khỏi tay của tên cận thần, định bay đến rút chiếc kim bạc ra, ai ngờ bị tên cận thần đánh lén. May mà hoàng hậu đã phát hiện ra manh mối, thành công rút cây kim bạc ra. Quốc vương cũng nhanh chóng tỉnh lại, cuối cùng thái hậu tự gánh hậu quả, vào tù bóc lịch cả đời, còn quốc vương và hoàng hậu thì sống vui vẻ hạnh phúc bên nhau. Kết cục của thái hậu từ lâu đã được định sẵn, gia đình bất hòa làm sao bình được thiên hạ, đến người thân của mình còn không yêu thương còn nói gì đến thống trị thế giới sau khi ông lão này xin chàng trai một con cừu mà không được đã biến chàng trai và cả cừu của cậu thành một đống đá chàng trai là con của một người đàn ông nghèo người đàn ông nghèo có tổng cộng ba đứa con nhưng nghèo đến mức đến gạo cũng không có mà ăn thế là ba anh em quyết định vào thành kể khổ với quốc vương trên đường đi họ gặp một ông lão chăn cừu lúc này anh cả không khỏi cảm thán nói nếu mình có nhiều cừu như vậy sẽ chia cho người nghèo mỗi người một con thế là ông lão chăn cừu tặng tất cả đàn cừu cho anh cả sau đó cùng hai anh em còn lại tiếp tục lên đường rất nhanh họ đã tới một nơi có rất nhiều cây sơn cha anh hai hái quả sơn cha xuống nói nếu đây không phải là sơn cha đầy gai mà là vườn nho ngon ngọt và anh ta là chủ nhân ở đây anh ta sẽ tặng mỗi người nghèo một cây nho đầy quả thế là ông lão chăn cừu vung cây trượng trong tay cây sơn cha bỗng chốc đã biến thành cây nho còn anh hai thì biến thành chủ nhân của vườn nho này tiếp theo ông lão chăn cừu dẫn người em thứ ba tiếp tục lên đường lúc này họ bị một con sông rộng lớn chắn trước mặt cậu em út nói rằng nếu mình là người lái đò sẽ giúp mọi người qua sông mà không cần lộ phí thế là ông lão chăn cừu để em út ở lại đây sau đó biến thành một người ăn xin nghèo đầu tiên ông ấy đến chỗ anh cả xin cừu nhưng anh ta không chỉ không cho mà còn sỉ nhục ông lão vì thế mới xảy ra cảnh tượng lúc đầu tiếp theo ông lão lại đến vườn nho của anh hai xin nho anh hai không cho còn dùng gậy đánh ông lão thế là anh hai và vườn nho ngay lập tức biến mất trong rừng sơn cha sau đó ông lão lại đến nơi cậu em út đang lái đò nhưng gọi hồi lâu mà vẫn không thấy anh ta đâu thì ra vợ của em út sắp sinh em bé dù như vậy anh ta vẫn lái đò đến đón ông lão sau khi đến bờ cũng không thu tiền của ông, thế là ông lão quyết định ở lại làm thầy dạy con trai của người em út. Cho đến khi con trai của người em út đã khôn lớn thành chàng trai 20 tuổi, ông lão tặng cậu một thanh kiếm, chỉ cần niệm thần chú, thanh kiếm này sẽ hoàn thành tất cả mệnh lệnh của chủ nhân. Sau đó ông lão bảo chàng trai đến tìm quốc vương ứng tuyển làm người chăn cừu. Bởi vì đàn cừu của quốc vương và người chăn cừu thường xuyên mất tích, nhưng lại không được đòi hỏi thù lao quá nhiều, chỉ cần 12 đồng tiền vàng, một con ngựa và một cái yên ngựa là đủ. Chàng trai rất nghe lời đi ứng tuyển làm người chăn cừu cũng chỉ đòi thù lao giống như ông lão đã dặn quốc vương đưa cho cậu một cây sáo bảo cậu thổi sáo đi chăn cừu ai ngờ khi chàng trai đến bên sông thả cừu lại có một quái vật bảy đầu xuất hiện thì ra người chăn cừu và đàn cừu bị mất tích đều là bị quái vật bắt đi chàng trai dùng thanh kiếm mà ông lão tặng chặt đứt hết đầu của quái vật bảy đầu nhưng lúc anh ta đang ăn trưa lại có một con quái vật chín đầu xuất hiện quái vật chín đầu rất nhanh cũng đã bị chàng trai hạ gục khi chàng trai chuẩn bị uống nước và nghỉ ngơi một lúc quái vật mười hai đầu lại chui từ dưới nước lên Chàng trai vẫn dùng thanh kiếm đó để đối phó với quái vật 12 đầu. Nhưng con quái vật này đã thụt một đầu vào thân để bảo toàn tính mạng. Và cầu xin chàng trai, nói mình đồng ý dùng người chăn cừu và đàn cừu mất tích để đổi lấy cơ hội sống. Cứ như vậy quái vật 12 đầu dẫn chàng trai đến căn cứ bí mật của quái vật. Một thế giới tách biệt với bên ngoài, những người chăn cừu và đàn cừu mất tích cũng bị nhốt trong đó. Quái vật 12 đầu đánh lén không thành còn bị chàng trai chặt nốt cái đầu còn lại. Sau đó chàng trai quay về báo cáo quốc vương, quốc vương rất hài lòng với biểu hiện của chàng trai, thế là gả con gái của mình cho cậu còn muốn tặng một nửa lãnh thổ của mình nhưng chàng trai lại trả lại lãnh thổ chỉ dẫn theo công chúa đi bởi vì anh cậu có căn cứ bí mật của riêng mình nơi tách biệt với thế giới này đủ để cậu và công chúa có một cuộc sống hạnh phúc xem đến đây có thể mọi người đã nhận ra thực ra ông lão chăn cừu đó chính là quốc phương ông ấy đích thân thử thách ba anh em cho họ cuộc sống mà họ muốn nhưng anh cả và anh hai không giữ lời hứa vì thế phải nhận hậu quả nặng nề tiếp theo ông ấy lại dùng thời gian hai mươi năm tìm kiếm phò mã hiền lương cho con gái